Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã đã đoàn kết đồng lòng thực hiện có hiệu quả các chương trình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, cuộc sống của người dân trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm, ngày càng có nhiều mô hình phát triển kinh tế mới được nhân rộng, người dân chủ động thực hiện bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, tích cực chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển du lịch, người dân đã phát huy nội lực, tập trung phát triển du lịch cộng đồng để có cuộc sống no ấm hơn. Có được những kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt với những định hướng sát với tình hình thực tiễn. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức là then chốt, thì cấp ủy chính quyền địa phương xã Pa Mu cũng đã tuyên truyền đến cán bộ đảng viên cũng như là nhân dân là tích cực học tập và làm theo Bác, từ những việc làm nhỏ nhất cho đến những cái việc làm quan trọng nhất. Và để làm được điều này thì bản thân mỗi đồng chí cán bộ đảng viên là phải nêu gương để chúng ta tổ chức thực hiện. Và để thực hiện tốt được cái nội dung này thì mỗi đồng chí cán bộ đảng viên, đặc biệt là cấp ủy chính quyền người đứng đầu, là phải tổ chức thực hiện những cái việc làm cụ thể đi vào thực tiễn đối với đời sống của nhân dân. Đảng bộ xã Pa Mu xác định học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên liên tục và là những việc làm đơn giản hàng ngày. Hàng năm trên cơ sở kế hoạch của Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã đã xây dựng, cụ thể hóa việc học tập gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, xã Pa Mu đang tập trung đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, phát triển du lịch cộng đồng. Thực hiện theo cái một người đảng viên thì bản thân cũng luôn gương mẫu thực hiện những cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền cho hội viên và nhân dân, đoàn viên để thực hiện những cái thứ nhất là về cái phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh ở tại thôn bản. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong học tập làm theo, thời gian tới, Đảng ủy xã Pa Mu tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, công tác quán triệt, tuyên truyền các nội dung chuyên đề hàng năm và toàn khóa được đẩy mạnh để mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã nắm chắc hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Cùng với đó, tiếp tục gắn thực hiện kết luận số 01 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với cái sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn xã, thì việc triển khai kết luận 01 về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cũng đã được Đảng ủy tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo nội dung học tập và làm theo lời Bác ở các chi bộ, trong đó là triển khai cái việc mà đánh giá những ưu điểm và những hạn chế của việc đăng ký học tập của các tập thể cá nhân trong các buổi sinh hoạt hàng tháng, để từ đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục định hướng trong cái việc mà triển khai những cái nội dung đã đăng ký làm sao để nó phù hợp với cái tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như là những cái việc học tập sẽ có những cái đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cũng như là đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với cái nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Pa Mu. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được cán bộ đảng viên và nhân dân xã Pa Mu triển khai thực hiện trong học tập và làm theo Bác, như mô hình trồng quế, trồng mắc ca, xây dựng cổng bản, chỉnh trang nhà cửa, phát triển du lịch cộng đồng, nhà sạch kiểu mẫu, nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các mô hình học tập và làm theo Bác, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong dư luận, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn xã.